để đứng. Đây cũng đủ hồn nhất đêm nay. Hành trình tìm kiếm hoa khôi của một nữ sinh tài năng duyên dáng tỉnh Tuyên Quang năm 2019. Thí sinh nào sẽ trở thành tân hoa khôi và nhận được chiếc vương miện quý giá, thưa quý vị? Và trên tay tôi lúc này đã có kết quả đến từ ban tổ chức cuộc thi. Xin phép được thay mặt ban tổ chức tôi xin được công bố thí sinh sẽ tiến lên phía trước ạ. Vô cùng hồi hộp thưa quý vị. Xin được nhìn chúc mừng quay thí sinh mang số tay 17. Chỉ ít phút nữa thôi, tất cả chúng ta sẽ
sân khấu lúc này tinh sáng của vương miện trong đêm nay. Và thật là khó cho cái hát thức này để công bố danh hiệu tân hoàng hôn. Và bây giờ chúng ta cùng dành một tràng với các trận đấu nhiệt nhất nữa để.